trầm, được mất, đó là điều tất yếu trong cuộc đời một con người. Thế nhưng, có những số phận từ lúc được chào đời cho đến lúc trưởng thành là chất chồng những ngày tháng vất vả, thiếu thốn. 7 giờ với 9 giờ là cô không có ở nhà. Rất ấn tượng với thông tin về cô giáo Từ An, từng là người đã đạt được thành tích là thủ khoa đầu vào và đầu ra của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mời quý vị và các bạn hãy theo dỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nghe cái tin đỗ đại học thì cũng hết sức là ngạc nhiên và vui mừng nữa. Rồi đến khi mà tốt nghiệp cũng là thủ khoa đấy thì cũng rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên với cả chính mình, cũng rất là nhiều lúc cũng nghĩ rằng là không hiểu tại sao mình lại có thể được như thế. Và bây giờ bạn đã có câu trả lời là tại sao bạn ngạc nhiên chưa? Điểm lại cái quá trình của mình, cái quá trình học tập của mình thì mình cảm thấy nó thật sự là xứng đáng với mình. Thực sự là em cũng rất là khâm phục những cái nhân vật trong cái chương trình Điều Kỳ Diệu. Thì cũng không ngờ là hôm nay người bạn thân của mình lại là nhân vật chính của chương trình. Thì đó cũng là cái niềm tự hào và cái niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Điều Kỳ Diệu kỳ này xin giới thiệu đến quý vị nhân vật Nguyễn Thị Từ An là giảng viên trẻ của Trường Đại học Bình Dương. Phải chăng sự thành đạt trong bước đầu khởi nghiệp của Từ An đó chính là điều kỳ diệu của một cô gái trẻ đã mồ côi từ thuở nhỏ? Tôi rất là ngạc nhiên khi mà người ta giới thiệu cái em thủ khoa lên ấy thì lại là một em sinh viên khuyết tật. Trong quá trình học ấy thì tôi cũng rất là lại thêm một cái điều ngạc nhiên nữa, tức là em ấy lại là một cái sinh viên rất là nỗ lực trong học tập, rất là tích cực tham gia các cái phong trào. Theo rất là nhiều nguồn thông tin thu thập được thì chúng tôi được biết là cô giáo Từ An đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cũng như là nhận được sự ngưỡng mộ rất nhiều từ thầy trò của Trường Đại học Bình Dương. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ đối với các bạn sinh viên tại đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Chào các em. À đây, ở đây cũng có một vài em nữa. Các em ơi, cho chị Thảo Nguyên hỏi một vài điều nha. Các bạn ở đây đã được biết cô Từ An như thế nào? Mỗi lần mà em lên trên mạng, em tìm tài liệu để học tập thì tình cờ em có bắt gặp một cái thông tin về cô giáo Từ An. Tình cờ cô bắt gặp cô đang làm việc ở trên khoa thì em rất là vui mừng bắt chuyện với cô, nói chuyện với cô và rất là khâm phục cái sự vươn lên của cô khi mà vượt qua những cái khó khăn của chính bản thân mình. Nhìn dáng đi của người giảng viên trẻ này, chúng ta không thể nào hình dung được hết những khó khăn trong đời thường, đặc biệt là trên hành trình học vấn của cô giáo Từ An, đã vượt qua chính mình, vượt lên nhiều bạn bè cùng trang lứa để ung dung đứng trên giảng đường. Tại Trường Đại học Bình Dương ngày hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận được một số ý kiến của lãnh đạo trường. Thì điều đầu tiên người ta nghĩ là sẽ sợ không có đảm nhận được cái công việc. Trong cái quá trình để mà sàng lọc những cái giáo sư cũng như là những cái giảng viên trẻ, khi Từ An tham gia hoạt động giảng dạy của khoa xã hội học thì đây cũng là một sự hy sinh, vì Bình Dương nó cách xa thành phố Hồ Chí Minh quá, 35 km, mà sáng mà muốn đi sớm để xuống mà dạy được là phải đi từ 5 giờ sáng rồi. Hiện tại thì cái ngành xã hội học đang rất là khó tuyển sinh, để đứng vững trên vị trí là giảng viên của khoa xã hội học thì không phải là đơn giản. Giờ khi mà chúng ta đứng giảng dạy mà nếu mà cái lớp đông thì chúng ta cảm thấy cái cảm hứng của người giảng viên nó sẽ khác. Từ An lại có một cái lửa trong cái lời nói, trong cái giảng dạy. Câu nói từ trái tim thì sẽ đến trái tim, cho nên sinh viên rất yêu thương Từ An. Yêu thương ở đây không phải vì cái sự khiếm khuyết của mình, mà yêu thương sự nỗ lực, phấn đấu và những cái gì tình cảm mình dành cho những cái lớp sau mình. Em đang làm định thì tại nghiên cứu khoa học cấp trường thì có những nhiều khi em không có hiểu, em lên gặp cô và cô chỉ dạy cách làm và những cái phương pháp và những cái gì mà em đã thiếu sót hoặc là những cái gì mà em cần phải bổ sung trong cái bài của em. Các em mà những có gặp những cái khúc mắc gì trong bài tập hoặc là cũng như trong cuộc sống thì cô thường hay chia sẻ cho chúng em, và có nghĩa là sẽ giúp đỡ chúng em. Thì em không hiểu thì em ngoài việc trên lớp hỏi bài cô thì có thể là liên lạc mail hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ là một đoạn đường ngắn từ lớp này đến lớp khác nhưng đã gây khó khăn cho cô giáo Từ An. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một đoạn đường rất ngắn trong hành trình của một cô giáo kém may mắn về ngoại hình. Nhưng
Trong sự nghiệp trồng người thì cô giáo Từ An không chỉ trao tặng kiến thức cho học sinh mà còn thắp sáng niềm tin, nghị lực cho các học sinh của mình từ bài giảng cho đến đời sống thường nhật. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến thăm nhà của cô giáo Từ An nhé. Dạ. Ba. Chào chú. Ba, con mới về. Bữa nay có cái chương trình Điều Kỳ Diệu tới, hay là chị Thảo Nguyên của chương trình. Chào chú. Chị vô. Dạ. Em chào chị. Chị. Cô. Sẽ quay ở trên phòng tí xíu. Dạ. An rất là hiền lành và chăm chỉ. Từ lúc là một người sinh viên, An chăm chỉ học hành và có về nhà còn dạy kèm cho thêm cho các em nữa. Về khoản tiền nhà cũng như mọi khoản khác, cái vấn đề thời gian đi lại của An rất là chặt chẽ và chu đáo. Phòng này phải không? Dạ. Chú. Chào con. Nhà mình không có cái ghế thôi là mình ngồi đất ha. May quá hôm nay gặp chú ở đây. Chú lên được mấy ngày rồi? Chú lên đây cũng mấy hôm rồi. Dạ. Vậy là ở trên này có một mình An thôi. Chứ có hai đứa em nữa. Vậy hả chú? Ủa rồi cái phòng này là ở ba người? Ba người với một đứa bạn của An nữa. Là bốn người, tổng cộng bốn người con. Bốn người rồi chỗ đâu mà nằm cho hết. Ở đây là phòng thuê. Tháng cỡ 800, 900 gì tiền nước, điện. Chắc trên triệu thì con. Trời, đi dạy mà trả hết triệu mấy tiền chi phí này là cũng mệt đó chú. Dạ. Con phải ráng kiểu như mình, ông bà nói mà, khéo ăn no, khéo ca ấp nữa con. Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của nhân vật Nguyễn Thị Từ An. Nếu như mà ai đó có khả năng nuôi cô trong vòng từng 4 tháng thôi, để cô không phải bận tâm gì cả, để cô đi học thôi là cô rất là thích, là mơ ước lớn nhất của cô. Cho nên là bây giờ các bạn còn cái cơ hội để mà có người khác nuôi thì các bạn phải cố gắng học để sau này thì các bạn có được một cái nghề vững cho mình để có thể giúp ích được cho xã hội. Qua cách giảng dạy và cách nói chuyện của cô rất là gần gũi với tất cả các sinh viên. Cô dạy rất là tận tình. Khi mà có những vấn đề gì không hiểu thì cô sẽ giải thích rất là cặn kẽ. Em biết được cô qua cái hoạt động mà cô tham gia. Cô rất là ấn tượng ở những cái điểm nào? Vui vẻ, hòa đồng, gần gũi, nó tạo cảm giác thân mật, thân mật khi mà mình nói chuyện với cô. Tiếp xúc thì em cứ ngỡ như cô là một người chị của mình vậy. Các em đối xử với cô không phải vì một người khiếm khuyết hơn mình, mà các em đang đối xử với cô vì bản thân cô đã truyền lửa cho các em. Chính những cái điều nhỏ nhất trong quan hệ đồng nghiệp, trong quan hệ thầy trò cũng thể hiện được bản lĩnh, cá tính với năng lực của các em học xã hội học sau này. Tôi nghĩ tất cả những hình ảnh mà quý vị thấy thì cái đó là sự chia sẻ của các em một cách rất là hồn nhiên, và trong đó nó mang một ý nghĩa hết sức trân trọng đối với một người giảng viên đặc biệt. Chứ tôi cũng không dám nói là khiếm khuyết, nhưng mà tôi nghĩ điều đó đã khẳng định được cái đạo đức nghề nghiệp của các em trong tương lai. Nhưng nếu không trải qua thực tế, không để con tim mình thổn thức với những cái thiếu thốn của sinh viên, không thể nào thành được người thạc sĩ hay tiến sĩ giỏi. Những người trí thức trẻ mà đi muốn vươn xa hơn nữa, điều đầu tiên phải là người Việt Nam có một trái tim tình cảm của một người Việt Nam. Để có được những thành tích như thế này đối với một người bình thường đã là điều rất khó khăn và rất đáng khâm phục, huống hồ gì với một cô gái yếu ớt như Từ An. Chương trình Điều Kỳ Diệu đã gặp gỡ cô giáo hiện nay là trưởng khoa xã hội học Đại học Bình Dương. Cô là người biết em từ hồi còn là sinh viên năm 2-3 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngoài cái tình cảm đồng nghiệp thì Từ An đối với tôi cũng giống như là một người con của mình. Thế và trong cái khóa trong